róc nhiều lắm các bạn thấy không đó. Bây giờ mình sẽ có thử coi hôm nay mình sẽ chế biến cái món này như thế nào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái công đoạn này nha, vậy mời các bạn đi theo mình, ngon lắm nha các bạn. Má luôn má. Bây giờ là mình sẽ bắt nước á, rồi mình sẽ nhổ cái da của cá nóc nha. Nè, mình bắt nước đó các bạn thấy không? Đó, mình bắt nước rồi đó. Đợi nước sôi và bắt đầu mình sẽ nhổ gai, cái da nó ngon. Các bạn ơi, mình đã nhổ xong con cá nóc nhím rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Quá trời mệt. Rồi. Thôi bây giờ mình đi chế biến nha. Da cá nóc. Rửa là cho sạch.
tra coi thử cá nóc nó chín chưa các bạn. Hai thằng lên là làm được 100 nhà nhậu rồi, nhậu sẽ lừa luôn. Cá nóc giả cầy đó, thì cá nóc thì ai cũng ăn rồi đúng không, ai cũng làm rồi phải không, thì mỗi người có một cái cách làm riêng. Bây giờ là mình sẽ thử cái món của mình làm như thế nào nha. Bây giờ mình ăn cá nóc các bạn. Dạ rồi, cá nóc giả cầy này các bạn, cá nóc giả cầy cái xương nó giòn, nó giòn dễ ăn. Tính là thắng thằng này anh cũng tốn tại nó có số chỗ này là 2 triệu thấy đi dụng nó tình nào tình dụng cũng được, không được cái đâu tại giòn mọi này ông tình nào đó mẹ dụng tình nào mình lên ăn ngon rồi, béo quá, dai nữa, vừa béo vừa dai ngon, gì nữa? Mình có làm có kim cũng như này các bạn biết cái khúc này nằm đâu không? Nó nằm đây nè, nằm chỗ này, cuộn cá nóc, nó nằm chỗ đó, nó ngon lắm nha. Nước gì anh? Gì cái chỗ này nó dài lắm, thịt nó dài mà ngon. Cái phần này là con mắt này các bạn.
đây vô. Đúng rồi. Cái gì ở đây dưới đây toàn là cái gạch Unicorn. Ăn cái này cái nó không hết. Anh đang còn quyên một số gì. Nó đâu ăn lạnh cũng đâu. Ăn nhiều cũng mệt. Ăn cái nhiều nó cũng nhiễm chì như con. Trời. Ngon quá anh đại thơm. Với con mắt này thịt nó dai. Vừa miệng. Nói chung là mình còn nhiều loại cá lắm. Nói chung là mình đang muốn quay, mình đang muốn quay cái đắp khế các bạn. Cái đắp khế nó cũng ngon cái đắp nè. Nó không bao giờ đọc giống cái đắp này nha. Mình vẫn bỏ ruột bỏ này lắm. Mình đang tìm mình coi nó cái đắp khế đó giống trái khế. Mình muốn bạn trời ăn nãy giờ mình còn bao nhiêu đây nè. Ôi giờ cũng còn gì nữa chùa cái da nó nhiều lắm. Cái khúc này là thịt nhiều đó bạn. Nên là ăn cái muối thịt của nó là nhiều đủ ăn luôn. Tại là ăn vô rất là dai nha. Tự nhiên thịt da nó ngon lắm. Xin đã làm xong cái món cá nóc với lại thưởng thức xong cái món cá nóc giả cầy đó. Nói chung là mình đã thưởng thức xong cái món đó rồi, rất là ngon, với lại nó giống như thịt gà đó. Nếu các bạn thấy ngon á thì hãy làm thử cái món giống như Sinh đi. Các bạn nên nhờ những người mà có tay nghề cao, như là những người đầu bếp của Nhật Bản hay là những người đi biển các bạn. Người ngư dân đi biển lâu năm mà ta có kinh nghiệm về cá nóc đó, thì các bạn hãy nhờ họ làm giùm nha. Nói chung là có cá nóc rất là ngon, những cách làm. Mình xin kết thúc cái video ngay tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên nhấn đăng ký, subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Đợi chắc con cười chắc thằng con. Cái con mấy...